Ngọc Châu mang báu vật Catwalk Now đến đấu trường Miss Universe. Chiến thuật cỡ này liệu có đem về vương miện? Là mọi người đang rất là nóng lòng để mà biết được cái signature catwalk của Ngọc Châu đó là gì. Thì Ngọc Châu cũng xin được bật mí, đó chính là Châu và thầy Catlot phát triển cái kỹ thuật catwalk này dựa vào một biểu tượng của Việt Nam và được truyền cảm hứng từ hoa sen. Bởi vì hoa sen là một trong những cái biểu tượng của Việt Nam, khi mà nhắc đến Việt Nam gần như là bạn bè thế giới đều nhắc đến. Hình tượng hoa sen nó rất phù hợp với Ngọc Châu, bởi vì Châu có một cái lối catwalk vốn sẵn có của mình, là một lối catwalk uyển chuyển nhẹ nhàng. Bản thân mình thì mình rất chuộng cái những cái e ấp, những cái thanh lịch giống như hoa sen, thì chính vì vậy mà Châu và thầy cùng lựa chọn đây là biểu tượng cho cái phần catwalk của mình. Và bên cạnh đó thì Châu và thầy cũng có nghiên cứu về những cái động tác múa sen của Việt Nam ở phần opening của SEA Games 31 vừa mới được diễn ra tại Việt Nam, để mà có thể vận dụng cũng như là biến hóa nó trở thành một cái riêng của mình, làm sao để vừa gọn, vừa trình diễn trên sân khấu, vừa hợp lý, vừa thanh lịch mà nó không bị over.